tài các con ơi. Gia đình ơi, vô khung con ơi, vô khung nè. Ê ê ê ê, con ơi vô khung nè. Ê ê ê ê, vô khung, vô khung. Ê ê ê, phim, phim. Vô khung, phim. Ngọc. Dạ. Dạ chưa. 2, 3. Tinh 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 là tan tan tan. Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan, trôi nó trôi màu màu. Đi đâu bà? Ta đã tới Quế rồi. Sao tự nhiên tới Quế á? Con thấy ai cũng nói tiếng Quế vậy ba? Đúng rồi, tại... hả? Thì ở Quế thì phải nói tiếng Quế chứ. Đúng rồi, chừng nào mà chị Ngọc thấy ở Quế mà không nói tiếng Quế, lúc đó chị Ngọc mới quê á. Lên! Lên! Không quýnh Ngọc! Ngọc ơi, con có giận con vô được không? Ngọc, Ngọc, con qua đây con giận nè. Con giận vô khung nha ba. Đúng rồi. Ngọc không có mặt liếc mặt quạo là bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, hiểu không? Là phải vui lên. Ngọc vui lên nào. Cười. Vin, Vin, làm gì mắc cười đi con. Đi làm mắc cười đi. Ghét quá. Đi vô bình sữa của mình đi. Đi vô bình sữa hả? Đúng rồi. Chào cô chú, chào các chị và các bạn. Ngày hôm nay cô Phim sẽ review bình sữa. À, đầu tiên khi mua bình sữa về, mình sẽ dặn cái nắp bình sữa này ra, xong cái mình chế cà phê Phim vô. Xong cái mình chế cà phê Phim vô. Xong cái mình đậy lại. Ngọc, Ngọc, qua đây qua giùm ba cái clip luôn ta. Cái mình lắc inhale. Xong cái xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình được bá Lê Dương bảo lắm cho một mình sữa đi. Rồi lại đó làm mây, rồi lại đó làm mây. Xin chào các bạn, xin chào các cô chủ. Ngày hôm nay Bảo Ngọc và em Cú Phim đang có mặt tại Huế cùng với ba. Con ra coi ba. Con bực bội em quá rồi. Ngọc đứng dậy cho ba. Đứng dậy. Bội quá đi. Con mới làm gì vậy? Con lên đây, con vô khung cho ba. Không. Con mặc váy mà cái khung vậy là chết ba nữa nè. Chị đánh con rồi ba. Ngọc, tại sao đánh em? Ngọc. Phim. Phim. Con ghét ba. Ghét. Bực bội, đáng lẽ người ta được làm út rồi, tự nhiên lòi ra cung Phim gì bực bội. Ngọc, tại sao mặc váy mà ngồi chẳng hạn vậy? Chứ con phải ngồi sao? Con phải ngồi nhẹ nhàng tinh khôi. Đưa... Ủa? Đưa... Ủa ba ơi, em đâu rồi? Kệ đi. Ví dụ rớt cái vỏ đi. Ví dụ con rớt cái vỏ cho ba. Đúng cái vỏ. Rồi. Cái vỏ rớt rồi. Nếu như một người con gái mặc váy thì con sẽ lụm cái vỏ này như thế nào? Con ơi, con vừa làm gì vậy? Cuối xuân nhặt. Này là đại bàng gấp màu rồi con ơi. Này là đại bàng gấp màu rồi con ơi. Con gái không gấp vậy. Chứ sao ba? Con phải gọi là khéo léo lên. Đứng dậy, đứng dậy ba dạy. Đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy nào, ba dạy nào. Ai dạy con kiểu đó? Ai dạy kiểu đó? Con có mặc quần ở trong mà. Sao không được, con gái là mặc quần ở trong là cũng không được luôn. À, bây giờ ba tưởng tượng nha. À, ví dụ đây là cái gì? Cái mền. Cái váy con ơi, cái váy. Ba mặc váy. À, mặc váy. Con cũng mặc. Mặc váy ngắn. Đúng rồi, vậy mình là con gái thì mình sẽ... Sẽ sao? Đi nhẹ. Đi nhẹ. Tại vì mình đang ở Quế, mà con biết không, phụ nữ ở Quế á, họ rất là nhẹ nhàng. Một chiếc lá rơi cũng làm họ hoảng sợ. Đúng rồi. Một hạt bụi bay cũng làm họ hoảng sợ. Đúng rồi. Cho nên mình phải học hỏi những người con gái Huế. Phải nhẹ nhàng, phải đáng yêu, phải thùy mị, con hiểu không? Dạ hiểu. Ba không thị phạm cho con hả? Ba phải diễn cho con thấy con làm theo ba chứ. Rồi vậy ba dạy con nha. Dạ. Một lần thôi nha con. Là con phải chú ý cái mặt nha. Con phải nở một nụ cười thân thiện.
con phải nhìn vào đó. Ba ơi, ba ơi, ba, ba sàn như vậy là người ta giật mất cái vỏ con rồi. Không không, không sao đâu con, không có sao đâu. Là mình phải nhẹ nhàng, con đừng làm chiếc vỏ hoảng sợ. Nhưng mà ba làm người ta hoảng sợ đó. Không không không, nghe lời ba. Vô. Chéo chân nè. Rồi con đi vào giữa đây. Con giấu. Cái vỏ con đâu rồi? Đúng rồi, con phải giấu như vậy. Con phải giấu khéo léo như vậy, hiểu không con? Rồi sao nữa ba? Rồi con mới dùng một cánh tay của mình. Tao. Tao. Ba ơi, chà ba cúi xuống ba lụm luôn. Ba ơi, chà ba cúi xuống ba lụm luôn. Chứ ba chia. Chứ ba chia lên. Ba giỡn thôi, chứ miệng là khéo léo. Mình gọi là hả, kỹ lưỡng tinh tế một xíu là được nha Ngọc nha. Dạ. Ba kiếm em đi chứ. Nãy giờ mình diễn hoài, tới khi mình gặp em là em có gia đình luôn rồi đó. Ủa, sao con kiếm em? Con có biết em nói đâu mà mà kiếm. Phin ơi, Phin. Hay là Phin về bán sinh tố với mẹ ta? Phin ơi. Phin ơi. Con đâu rồi Phin? Phin ơi. Cô Phin ơi. Ba. Cô Phin ơi. Ba ơi, cứu con ba ơi. Cứu con ba ơi. Ba ơi, cứu em. Ba ơi, cứu con. Ba cứu em đi. Phin ơi, con bị gì vậy? À, con bị kẹt trong đây rồi ba ơi. Trời ơi, cửa chính tụi con không ra. À, con không biết. Nè nè nè, mở ra, mở ra Phin, Phin, mở ra. Ủa? Sao cửa bự không vô mà vô cửa sổ vậy? Ủa là cái này là cái cửa hả bà? Tại sao giờ con đi đâu vậy Phin? Ờ, con đâu có biết đâu. Hồi nãy có cái cô đó bà. Cô nào? Cái cô con lạ quắc à. Cổ bịt mặt á, cái cổ cho con bánh nè. Cổ nói là đi lại đây chơi với cô. Cô có bánh ngon nè. Lại đây, lại đây. Ôi con thấy bánh con đang đói bụng mà. Cái con đi theo, cái cổ cất con vô kia. Ôi con sợ quá trời, con la luôn mà ba không có nghe gì hết trơn á. Nên cho con đó nha. Đó cô người tốt đó nha. Ủa thì là tốt hả ba? Chứ bây giờ thả ra là người tốt rồi, đúng không? Sau này gặp người lạ sẽ nhớ lời ba là. Là sao? Không đi theo người lạ. Không được ăn. Ngon mà. Không. Ngon mà. Không. Không được ăn đồ của người lạ cho. Ủa nhưng mà người lạ người ta còn cho bánh. Còn ba không có cho gì hết trơn. Mà tối ngày ba bắt quay clip không. Ê, cái content này hay quá trời ba xíu. Dạ thưa quý vị, content này rất là hay. Chính vì vậy bây giờ ba cha con sẽ còn có một cái thử thách. Để là hả giáo dục các em. Phin vô khung con ơi. Phin, Phin mất hình con nè Phin. Đúng rồi, bước là hai bước cho ba. Hai bước nữa. Đúng rồi. Bây giờ sẽ là bài học giáo dục con không được nghe lời người lạ. Ngọc ơi. Dạ. Hỗ trợ ba nha. Dạ. Rồi. Ba làm cái gì vậy? Ba đâu ba? Ba ơi. Làm gì vậy chị? Ai biết đâu. Tự nhiên ba đem con giữa chợ vậy trời. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi ba. Ba đâu rồi ba? Ơi. Chị Ngọc ăn bánh không? Ngon lắm á. Bánh ngon gì mà ba không cho mình ăn nữa. Hồi nãy cái cô đó, cổ trò đó. Cô giống này nè. Đúng rồi, cô giống này nè. Mình phải đánh liền. Ngọc. Ai vậy? Cô là mẹ Quỳnh Quỳnh nè. Ô mẹ như phù thủy vậy? Mẹ nè con. Không phải mẹ mình đâu. Không phải, không phải mẹ Quỳnh đâu. Mẹ Quỳnh không có miệng rộng như vậy đâu. Không có miệng rộng như vậy đâu. Cái này. Ăn không con? Ăn, ăn. Chị ơi, chị ơi. Cho em nữa. Cô cho em con cái nữa. Ngon quá à. Cảm ơn cô. Ngọc ơi. Cô kêu kìa. Ngọc. Thôi nha. Chị Ngọc. Không lấy thì thôi. Phin lại. Phin ơi. Phin bà ơi. Bà nói sao? Bà nói không được ăn đồ của người lạ. Kệ ba đi nhưng mà ngon mà. Phin ơi. Phin. Dạ. Không được ăn đồ của người lạ. Phin. Ngon quá à. Ba ơi. Ba ơi. Phin. Có ai thấy ba con ở đâu không? Ba ơi, con Phin đi theo người lạ. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. À, chị ơi, có ai cứu em chị ơi?
chị ơi, chị ơi cứu em chị ơi. Đợi chị. Mọi người ơi. Ba ơi. Ngọc ơi. Ba. Em Vinh đâu rồi con? Con không biết nữa, em Vinh đi theo với cô nào thấy ghê lắm. Vậy đó hả? Ba ơi, ba. Chị Ngọc ơi. Nãy cái cô nãy vô cái cô chùm tóc giả cho cô, cô làm con gà nông nổi nè. Ba chùm đó. Là ba chùm đó. Các bạn nhỏ ở nhà ơi, thấy chưa? Nếu như mà hả theo người lạ một cái rất là nguy hiểm, sau này con không được đi theo người lạ nữa nha. Dạ con biết rồi. Các bé ơi, sau này nếu như người lạ mà rủ các bé đi thì các bé có đi không nè? Yeah. Đúng rồi, khi mà người lạ cho chúng ta ăn quà vặt, bánh thật là ngon, đồ chơi thật là đẹp, các bạn có nhận không nè? Dạ không. Ôi, các bạn nhỏ thật là dễ thương, đúng không Ngọc? Dạ đúng. Con biết lỗi rồi, ba con không như vậy nữa. Đúng rồi. Mình đi với người lạ là mình không gặp lại ba mẹ mình luôn. Đúng rồi, cho nên rất là nguy hiểm. Nhưng mà ba cũng đừng quay clip hoài vậy. Đi du lịch ở Huế nha, ở Hà Nội, ở miền Nam, miền Bắc mà không có được ăn đặc sản như con muốn ăn. À, có nghĩa là bây giờ tụi con không thích quay bằng điện thoại nữa đúng không? Dạ. Với lại tụi con thích hả ngắm nhiều cảnh đẹp nè, gặp nhiều bạn bè nè, đi thật là nhiều nơi nè và trải nghiệm những món ăn thật là ngon ở các vùng miền đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi được rồi, bây giờ ba sẽ dẫn các con đến một nơi mà nơi đó có rất là nhiều bạn ở tất cả mọi miền nè. Các con được ăn những món đặc sản rất rất là ngon nè và ngắm cảnh thật thật là đẹp nè. Yeah. Và đặc biệt nơi đó sẽ không có quay bằng điện thoại nữa mà sẽ quay bằng máy cơ với đội ngũ quay phim cực kỳ chuyên nghiệp và thành thạo. Ồ. Làm nghề bằng cả cái tâm. Wow, chương trình gì vậy ba? Đó là chương trình Nhà Ba Là Vô. Bộ ba ba anh em sinh đôi, Lâm Vĩ Dạ, Lê Du Lâm, Võ Thanh Phát. Chào mừng khán giả đang đến với chương trình Nhà Ba Là Vô. Dạ thưa quý vị, chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút chủ nhật hàng tuần trên VTV3, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Đông Tây Promotion thực hiện. Các bạn ơi, chương trình Nhà Ta Là Nhất là một chương trình giải trí dành cho gia đình và thông qua những trò chơi, thử thách sẽ mang đến cho các gia đình những giây phút giải trí thật là gần gũi bên nhau. Qua đó họ sẽ thấu hiểu và kết nối với nhau nhiều hơn. Và trong mỗi số phát sóng thì Nhà Ta Là Nhất sẽ mang đến những câu chuyện, những không gian và những màu sắc khác nhau giúp cho các thành viên trong gia đình sẽ có những khoảnh khắc vô cùng gắn bó và bên cạnh đó là tạo thêm rất là nhiều những kỷ niệm trên sóng của VTV3. Và ngày hôm nay, Nhà Ta Là Nhất xin được chào đón gia đình ca sĩ Hải Băng và Thanh Đa. Wow! Cái này phải là đại gia đình mới đúng. Này đội banh nha. Gia đình có nhiều thành viên nhất. Kỷ lục đó, gia đình ra hết nửa sân khấu người ta rồi. Dạ xin mời gia đình mình giới thiệu ạ. Đây là gia đình mình là Thành Đạt và Hải Băng. Dạ. Thì thành viên hôm nay gia đình mình đi gồm có vợ mình là Hải Băng. Anh lớn đây là anh Minh Khang. Tới chị đây là Minh Tuệ. Đây là Minh Phúc, Minh Đức đây. Yeah. Gia đình ngày hôm nay khi mà đến đây thì chỉ mong là đây là lần đầu tiên cả gia đình chơi game show cũng như là các bé cũng vậy. Khi mà nghe thấy cái tên chương trình như vậy thì nói chung là hai vợ chồng rất là thích để cho các bé có sẽ có thêm một cái sân chơi cũng như là được trải nghiệm. Hôm nay tiêu chí của nhà mình là vui là chính, chiến thắng là vui. Yeah. Rồi, Minh Khang ở nhà là anh cả của ba người em thì không biết là con có cảm thấy bị áp lực hay như thế nào, là mình phải là cái tấm gương cho các em noi theo hay có bị áp lực hay như thế nào không? Có, tại mấy em quậy quá. Quậy quá hả? Đúng rồi. Trong ba em thì em nào quậy nhất con? Dạ em coi. Em coi là em nào? Em coi là em nào hiền nhất con?
Ủa con à, là con hiền nhất à? À con mới vừa bị chỉ điểm mà. Hai là hiền nhất à? Là anh hai là hiền nhất, em là dữ nhất nhà. Ủa dữ nhất nhà, con mới là dữ nhất nhà. Phải nói là làm phụ huynh của bốn người con thì không biết là anh chị cảm thấy như thế nào. Áp lực của anh chị áp lực không? Em ba đứa em xỉu lên xỉu xuống rồi. Vui, vui đúng không anh? Thứ nhất là nhà cũng thích con nít đó, thế nên là cũng vui. Nhưng mà cũng rất là áp lực, tại vì cả ba bé thì nó cũng sàng sàng nhau. Thế nên là nó sẽ có những cái cuộc mâu thuẫn là giành đồ chơi rồi quắn nhau mất kiểm soát. Thế nên là ba mẹ nhiều khi cũng rất là đau đầu. Dạ cho em hỏi cái thời khóa biểu mà đưa con mà đi học thì chắc hai anh chị cũng không làm ăn gì được hen. Em là nhà là ba đứa là hay sáng bắt đầu đưa nhỏ chị đi học, về là đặt túc nhỏ em, xong về lo cho Út. Còn anh chị không biết là mình phân bổ là bốn bé là đi học như thế nào, rồi về rồi ngủ nghe sao. Cái nhiệm vụ này là của chồng là của mình. Dạ anh kể lịch trình của gia đình mình giùm em cái. 5 giờ mấy dậy là phải cho bạn gái ăn sáng trước. Dạ 7 giờ là phải có mặt ở trường rồi. À mà cùng với anh lớn này vừa về là khoảng 7 giờ kém là tiếp tục đưa hai bạn này đi. Dạ về tới nhà là 8 giờ mấy rồi về cũng tranh thủ nấu cơm. À anh nấu cơm? Anh nấu cơm. Dạ trời ơi. Dạ hồi nãy giờ em chưa thấy hình bóng của chị. Tại vì các bạn nhỏ thì khoái cơm ba nấu. Tại mẹ nấu ngon quá nên là mẹ không ăn thủ. Mà tầm sáng hay trưa chị dậy à? Trưa chị dậy. Trưa chị dậy. Cái giỏi có cơm chưa? Có cơm chưa? Không, cái đó là chị. Cái đó là chị với mấy người ta. Nhiều khi người ta không nấu cơm được nhưng mà mình đi làm công việc khác đúng không chị? Băng thì sẽ dậy sau mấy cha con một chút xíu. Nhưng mà dậy xong thì mình cũng đi làm công việc. Tại vì ở nhà cũng, tại vì công ty ngay tại nhà thì mình sẽ làm việc và chờ chồng nấu cơm rồi ăn. Ăn xong thì chắc anh cũng lũ chuỗi đi rửa chén rồi. Dạ không, nhà Băng thì có một cái tiêu chí là anh Đạt sẽ làm hết trừ cái việc rửa chén. Rửa chén thì một là Băng làm, còn không thì sẽ có bà Dú làm. Tụi con ơi, tụi con có biết ngày hôm nay mình đến với chương trình với trang phục của miền nào không? Miền Bắc. Đúng rồi. Tụi con đã được đi du lịch ở miền Bắc chưa? Ủa kìa, thấy quê, mẹ nói quê giọng của mẹ Bắc. Mà quê của mẹ mà chưa được về. Con nhớ về nhà bà ngoại không? Mình về nhà bà ngoại đó. Nhà bà ngoại ở đâu? Đó là miền Bắc, Hà Nội à? Hà Nội là miền Bắc đó con. Con có biết ở Hà Nội là có món ăn đặc sản nào không? Bún chả. Hy vọng ngày hôm nay thì gia đình của chúng ta cùng với hai gia đình còn lại sẽ khám phá thật nhiều món ăn đặc sản của ba miền trên đất nước của chúng ta ha. Mời anh chị về vị trí. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón gia đình ca sĩ Đạt Duy và Cindy Lư. Chào gia đình. Chào gia đình. Chào cậu ba. Dạ, chào mọi hai. Dạ. Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị. Chào cô chú. Tất cả mọi người ở trường quay và tất cả các cô chú anh chị đang xem chương trình Nhà Ta Là Nhất ạ. Yeah. Mời xin đi. Đầu tiên em xin chào tất cả các anh chị đang có mặt tại trường quay. Chào ba anh chị MC và mọi người đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Em là Cindy. Rồi, hai bạn nhỏ giới thiệu đi nào. Tên thiệt của con là Vi Lam, còn tên ở nhà của con là Từ từ con, chú chưa lót kịp. Tên thiệt của con là gì nào? Dạ, Vi Lam. Vi Lam Vi Lam chứ không phải Diệu Lâm. Vi Lam không phải Diệu Lâm, có biết Diệu Lâm không? Chú đẹp. Thật là vi diệu. Rồi còn tên giả là tên gì con? Tên giả nghe kìa. Tên thiệt là Diệu là cái gì đó? Dạ, Vi Lâm. Vi Lâm. Ta là tên ở nhà. Dạ là gà. Mà tại sao ở nhà tên là bé gà vậy con? Dạ là tuổi con gà luôn à. Nay bé gà bao nhiêu tuổi? Dạ con 6 tuổi, con học lớp 1. Giỏi quá, lanh quá trời. Quá cưng rồi. Hồi nãy chú Lâm nghe là con gọi là thì thầm. Con đang tập văn nghệ là không biết con đang hát bài gì và đang tập bài gì vậy? Cái này là mình tập trên trường hay là mình tập cho chương trình này con? Có thể hát nhạc con tắc kè. Con tắc kè rồi con hát bài con tắc kè coi. Con tắc kè màu xanh màu đỏ. Yeah. Em nấu cà ri. Trời ơi. Nấu cà ri cho con tắc kè nó ăn. Dạ, chứ không phải lấy tắc kè nấu cà ri. Ở trong lời bài hát là em bắt
về em nấu cà ri mà. Trời ơi, ủa có bài đó luôn hả? Con tên gì? Dạ, ở nhà con tên là Cuốn, con đi học con tên là Milan. Cuốn hả? À Cuốn, à là tuổi Cuốn. Dạ, dạ tuổi Cuốn. À... Chú chó. Tuổi chó. Tuổi chó. Sao mà con nhìn em con kêu con chó. Em nó không có nhấn à, em thấy chị nhấn quá. Không bé rõ ràng chó. Các con có biết là ở miền Nam mình có món nào là đặc sản không? Hay là các con thích ăn món gì nhất? Ở nhà là ba mẹ là thường nấu món gì nhất? Kho hộp vịt. Rồi, ngoài từ kho hộp vịt thì còn món gì nữa nè con gái? Dạ bún. Bún gì con? Tại cái vốn từ tiếng Việt của bé gà bé lớn nó hơi bị yếu. Tại gà từ nhỏ là gà nói tiếng Anh giao tiếp với mẹ bằng tiếng Anh. Hay quá, ở đây có chuyên gia tiếng Anh. À, giao lưu với mấy bé này. Em ơi, dạ. Nhục mấy số rồi em ơi. Hello Peter, hello bé gà. Hello. Hi. What's your name? My name is Gaga. Where are you from? I'm from Vietnam. Oh. Ủa sao số nào anh cũng có đúng ba câu đó vậy? Mình sinh động ngôn ngữ hơn đi anh. Happy birthday. Happy New Year. No more champagne. Thank you. Rồi, con biết là gia đình của mình ngày hôm nay có câu slogan hoặc là câu khẩu hiệu nào không ạ? Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhé. Yeah. Xin mời gia đình mình về chỗ ngồi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một gia đình ca nhạc sĩ. Và bây giờ Lâm sẽ hát vài câu để mọi người đoán đó là ca nhạc sĩ nào nhé. Nếu như mình biết thì có thể trả lời nhé. Trên, trên. Em thử chuông. À thử chuông à? Dạ. Có thể thử luôn đi ạ. Tôi biết câu trả lời rồi, tôi trả lời luôn được không? Ủa? Tôi có câu hỏi mà. À gì hai, câu hỏi. 2, 3. Trần giấy xanh đây đến nơi hào gầy. Hey. Tình ta trong xanh như tràn giấy xanh. Hey. Anh vẽ bức tranh yêu thương ngọt ngào. Hey. Trong đó có hai trái tim anh và em. Hey. Mời con. Không, em phát hiện anh hát sai lời thôi. Mời em. Tôi phát hiện ra bạn hát dở thôi. Rất dở, và nếu như tôi là nhạc sĩ của bài này tôi rất giận. Giận? Giận lắm. Có cho sử dụng trong chương trình hay không? Có, nhưng mà với người khác hát thôi, thì bạn hát tôi không được sử dụng. Và đó chính là ca nhạc sĩ Phạm Trở. Dạ xin chào gia đình. Dạ xin mời gia đình mình giới thiệu ạ. Xin chào ba MC rất là dễ thương và xin tin nha. Xin chào tất cả các anh chị đang ở trường quay và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Nhà Ta Là Nhất. Gia đình mình là gia đình Phạm Cửa ạ. Dạ em mời chị. Em tên là Lê Nga. Xin chào ba MC dễ thương và khán giả của đài truyền hình. Hôm nay em cùng ông xã em và ba con tới tham gia chương trình Nhà Ta Là Nhất. Rồi ba con giới thiệu đi nào, anh trai lớn giới thiệu đi nào. Con tên Phạm Gia Kim. Phạm Gia Kim. Dạ con tên là Phạm Gia Huy. Con học lớp 3 và con 9 tuổi. Con 9 tuổi học lớp 3. Nhớ lớp 3 thôi, tuổi ơi, hơi loát chút xíu. Còn em gái, trời em gái xinh quá kìa. Con tên gì? Phạm Gia Linh. Phạm Gia Linh, năm nay bé Linh mấy tuổi nè? 6. 6 tuổi. Ủa, 6 tuổi hả? 6 tuổi là mình học lớp mấy ta? Lớp 2. Lớp lá 2. Ở trường con có tham gia văn nghệ không? Có. Con hát hay là con múa? Múa. Múa hả? Ngoài múa ra mình học gì nữa? Con biểu diễn á, con học gì? Học người mẫu nữa hả? Ôi. Bây giờ một nét nhạc để cho hả người mẫu Gia Linh biểu diễn nha. Dạ. Mời âm nhạc. Âm nhạc. Rồi, trời ơi, đẹp quá. Đúng rồi, Linh ơi. Bóng người mẫu. Gia Linh với chiều cao đang phát triển. Hiện tại Gia Linh đang học lớp lá 2.
Đi đi con, đi đi. Đi đi con. Đi đi con. Yeah. Wow. Wow. Dường như ngày hôm nay chúng ta đã được rồi. Cho nên Gia Linh lên bây giờ bấu vào chiếc quần này. Và gọi là sợ sợ được nè. Không phải, đó là phong cách. À, phong cách à. Chết chứ cái lúc mà bé nó vén tạo dài á, ra tới đây rồi. Rồi tụi con ơi, tụi con có biết ngày hôm nay mình đang mặc trang phục của miền nào hay không? Miền Trung. Miền Trung. Miền Trung. Có bạn nào đi ra ngoài Huế chưa nào? Con đi chưa? Rồi, khi mà ra Huế thì con ăn món nào? Con nhớ. Lúc này, lúc hồi xưa đi Huế là lúc con còn nhỏ lắm. Con con đi rồi. Con đi rồi, vậy con ra Huế là con thích ăn món nào nhất nè? Con quên luôn rồi. Con quên luôn rồi. Mà hai bé xung phong rất nhiệt tình nha. Anh ơi, gia đình mình hề hước vậy hoài ha anh. Mai mốt là lớn là ba làm ca nhạc sĩ, nhưng mà tương lai là anh này có thể đi theo diễn viên hài đó. Coi chừng là mai mốt ba bạn này là thế chỗ ba đứa mình trong chương trình. Dạ. Và ta là nhất đó. Rồi, có nha, có thể nha. Không, không. Đó mình sụm đụ rồi. Thôi kệ vừa chỉ lấp đẻ chứ. Không, nếu như mà hai anh em ngày hôm nay chưa nhớ ra được đặc sản ở Huế là gì thì mời cả gia đình cũng như là hai gia đình còn lại chúng ta sẽ cùng khám phá qua những trò chơi nha. Yeah. Đồng ý không? Câu slogan của gia đình mình là gì anh Phạm Trưởng? Gia đình Phạm Trưởng có chơi là có thưởng. Dạ, bây giờ xin mời tất cả các gia đình về đây ạ. Dạ, mời gia đình mình nè. Mời con ra đây. Và xin được chào đón ba gia đình đến với chương trình Nhà ta là nhớ. Và chương trình của chúng ta sẽ có 4 vòng chơi. Và kết thúc 4 vòng chơi, nếu như gia đình nào có số điểm cao nhất thì chúng ta sẽ bước vào vòng đặc biệt. Và số tiền thưởng dành cho các gia đình như sau: đội về nhất sẽ nhận được 15 triệu đồng tiền thưởng cộng với giá trị tiền thưởng ở vòng đặc biệt. Đội về nhì sẽ nhận được số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Và đội về ba sẽ mang về cho gia đình mình là 7 triệu đồng. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả cùng với các đội chơi đến ngay với vòng 1 của chương trình Nhà ta là nhớ. Khán giả đang đến với vòng 1 của chương trình Nhà ta là nhớ. Ở vòng 1 này, số điểm sẽ dựa trên kết quả mà các gia đình đạt được. Gia đình về 3 sẽ mang về cho mình 5 điểm. Về nhì là 10 điểm. Và về nhất là 15 điểm. Chơi ở vòng này như sau, rất là đơn giản. Chúng ta sẽ xem tiểu phẩm đó. Và chủ đề của vòng 1 này liên quan đến ẩm thực ba miền. À, vòng này sẽ có 3 lượt. À, và các gia đình sẽ có nhiệm vụ là mình sẽ quan sát xem mỗi một lượt MC sẽ ăn gì. Ngoài ăn gì ra thì MC sẽ làm gì? Bởi vì sẽ có những câu hỏi gài. Ví dụ như là MC nhai bao nhiêu lần để hết tô bún bò. Đó. Rồi. Hoặc là giá tiền tô bún bò đó trên thị trường là bao nhiêu? Đúng rồi. Không hỏi gì hỏi à? Miếng thịt đó nằm ở vị trí nào của con bò? Đó. Cho nên rất là khó nghe. Đó. Cho nên mình chịu khó quan sát giùm chương trình. Rồi, các con hãy quan sát phụ ba mẹ luôn nha. Mình nhớ được gì mình cứ liệt kê ra để giúp cho ba mẹ đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Dựa vào lượt đáp án đúng sẽ quyết định thứ hạng của các đội. Và cho hỏi là các gia đình ơi, mình đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi. Yeah. Chúng ta hãy bước vào vòng 1 của chương trình Nhà ta là nhớ. Lượt đầu tiên bắt đầu. Ôi, bao nhiêu năm mỗi lần ra diễn ở Hà Nội thì mình đều ghé vào cái quán quen thuộc ngày nào của mình. Ôi, vẫn cảnh trí này. Ôi, vẫn chiếc nhà lá thật là đáng yêu, mang đậm không gian Hà Nội. Ôi, quá đẹp.
chủ quán đâu. Ôi, nghệ sĩ này. Trời ơi. Quá rồi. Lê Xuân Bảo Lâm này. Dạ. Ôi sao lâu lắm không ghé quán của anh thế. Dạ em nhớ anh quá anh nội ơi. Nhớ anh à? Ừ. Anh tưởng đó là em quên anh luôn rồi ấy. Anh nội. Ơi gì vậy đấy? Bây giờ anh đem cái món ruột mà mỗi lần ra. Ra. Không cần phải nói. Em ăn gì anh biết hết đấy. Rồi. Đây rồi. Đây là cái cờ combo của Lê Dương Bảo Năm. Mỗi lần ra là phải nhất định phải ăn. Đấy, cái này tôi đi quảng cáo xíu nha. Đấy, thơm chưa. Ôi. Thích chưa. Đấy, ngon chưa. Đấy, con muốn dùng thử không? Ai cho đâu mà thử. Vô duyên. Cái này của anh Năm này. Wow. Đây. Đây. Để em review cho. Eo ơi. Đấy. Rồi. Hello. Ôi ôi, sao mà thơm phức thế này này. Hello mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại quán bún đậu mắm tôm của anh nọ. Chào mọi người nha. Và đây là nguyên một cái mẹt gồm những thứ sau đây. Đầu tiên là cái muỗng. Em ơi, cái này quán nào cũng có em. Quán nào cũng có hả? Dạ rồi. Wow, quá trời món ngon. Đầu tiên là ly nước nè. Này là ly nước sấu đấy. Quá ngon, chua chua ngọt ngọt nha. Đây. Wow, mấy trái sấu trong đây vậy? Anh làm mà anh không biết nữa, em đếm giùm anh. 1, 2, 3, 4, 5. Bao nhiêu nhỉ? Phải không? Ôi eo ơi, em ăn mà bao nhiêu con người đang dõi mắt theo em thế? Ủa có không? Vâng. Trời ơi, khán giả ở đây nhiều ha. Đấy, em ăn làm sao cho nó ngon miệng giúp anh nhá. Dạ. Vâng. Đấy. Đây, mắm tôm. Một chén mắm tôm này. Ôi, quá chuẩn vị bắt luôn. Anh pha cơ mà. Đây. Đây. Một chén đường nhá. Đường. Đây. Hay là quạt. What? Bao nhiêu nhỉ? Bao. 1, 2, 3 này. 4, 5, 6, 7. Được rồi. Ôi, quá nhiều quá. Nó cũng chẳng đấy. Vậy rồi. Thì hoa này hoa gì đẹp vậy? Ồ, cái này là... Ê, đố em biết đấy, hoa gì? Cái này đố em biết là cái gì? Chả cơm. Hay quá em ạ. Đây, kính thưa các loại rau nha. Anh nội ơi. Ơi. Ăn mà ta nhìn ngó quá ngại. Ồ, thế nhìn thế nào? Vô phòng ăn được không? Ồ, quán anh có phòng VIP. Dạ, yeah, vô phòng ăn nha. Anh phục vụ đây. Vào đây. Dạ thôi, cũng ngại, giờ miệng quá cũng ngại. Thôi em vô phòng em ăn. Yeah. Anh đi quảng cáo xíu nha. Yeah. Đây. Dạ. Đây, nhớ ghé ủng hộ quán em nha. Dạ vâng à. Hết giờ quảng cáo. Này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi ở lượt 1. Ai mà biết đáp án mình đến ngay cái nồi mình gõ thiệt mạnh vào để giành quyền trả lời. Chạy chưa mà. Dạ rồi. Chạy chưa, chưa 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 hỏi chưa hỏi mà chưa hỏi nha. Câu đầu tiên. Các bé sẵn sàng chưa? MC đã đếm bao nhiêu quả tắc? Mời lên thành đạt. Dạ chín. Chín trái là bán không chính xác. Đẹp đẹp. Mười. Mời gia đình Phạm trưởng. 10 trái. Chưa chính xác. Đẹp đẹp. Lên. Dạ 7 quả. Chính xác. Thật sự là có 10 quả thiệt. Nhưng mà hả, đếm chỉ 7 quả mà thôi. Em đếm tới quả thứ 7 là anh chị dừng rồi, không cho đếm nữa. Rồi con về vị trí đi nào. Câu thứ 2 tập trung với gia đình nha. Câu thứ 2. Chén đựng mắm tôm có màu gì? Gia đình thành đạt. 5. Nhanh 4 3 trả lời. 2 màu xanh. Xanh. Chính xác. Chúc mừng. Yeah. Câu hỏi thứ 3, hai đình kia cố lên nha. Chuẩn bị. Ống hút được sử dụng màu gì? À, giỏi. Gia đình thành đạt. Xanh lá. Không chính xác. Đẹp. Tiếp lên. Mời gia đình bắt đầu. 5 Vàng. Chính xác.
vàng mới là đáp án chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Hoa trang trí trong món ăn có màu gì? Lên màu tím. Chính xác. Câu hỏi cuối cùng. Trong ly nước sấu có bao nhiêu trái sấu? Gia đình anh Thành đạt. Đạt 7 trái. Sai. Gõ mới được. Mình về thì mới gõ. Về chứ không có chơi mà súng sùm ở đây là gõ. 1, 2, 3 Lên. Gõ. Dạ 4 trái, 4 trái. Sai. Về. Gia đình Phạm Trưởng. Gia đình Phạm Trưởng được. 5 Tẹt. Gửi đúng đó. Gia đình Tinh Thần. 6 trái. Chính xác. Quan Chu Chi và Po Phai. Bao nhiêu nhỉ? Dạ, và trước khi đến với lượt 2 thì các gia đình hãy đổi vị trí cho nhau à. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu thứ 2 của vòng 1. Và bây giờ xin mời tiểu phẩm Ê Hề. Rồi con đi xa về. Mua cặp dưa về thăm mẹ mà sao khóc quá. Ngó trước ngó sau. Nhà đây cửa đó mà mẹ đâu rồi? Mẹ. Khóc mà bạc giọng luôn rồi. Thấy thương quá. Mẹ tôi đi bán muối rồi. Thôi. Mẹ. À. Mẹ hiện về rồi. Mẹ ơi. Mẹ hiện về vậy mẹ. Mẹ ơi. Mẹ đây. Mẹ đây nè. Mẹ. Con của mẹ. Dạ ơi. Rắn mà lấu về được con. Thế này mẹ bán muối về sớm vậy? Thì hôm ni là hết muỗi sớm, cho nên là mẹ về sớm cho cỏ chim môn á. Mẹ, đồ nay con về mẹ có đem món gì cho con ăn không? Có, mẹ biết con về cho nên là mẹ có làm bánh chờ con. Bánh hả mẹ? Bánh ngon lắm, bánh Huế quê mình ngon lắm. Bây giờ là con ngồi đây đi. Dạ. Mẹ vô trong mẹ lại bánh cho con ăn nha. Dạ. Có bánh ăn liền nha con dạ. Ơi. Thôi mẹ đi chậm quá đi, con đi cho nhanh mẹ ơi. Dạ cả. Đây. Trời ơi. Ăn đi con, bánh đi là ngon lắm. Đây con biết bánh đi là bánh chi khô. Bánh là bánh bột lọc. Bột lọc bố mà bột lọc. Chứ cái gì mẹ? Đi xa quê rồi không nhớ cái chi hết. Bánh đi là bánh bèo. Bánh bèo. Bánh bèo. Bánh bèo ăn ngon lắm. Ờ đây là mẹ làm hai loại bánh bèo. Một loại bánh bèo là với tôm chảy và mờ hành. À, và một loại bánh bèo là bánh đi là mẹ học theo một cái bà bán bánh ở Quảng Ngãi. Cái đi là bánh bèo khô. Cái đi là bánh bèo ướt nha. Hai cái nó khác nhau. Là bánh khô bánh ướt. Đúng rồi. Yeah. À, bánh ướt đi là phải ăn với cái hành đi, cái đầu đi này mà ngon. À, mà đây nước mắm là hai loại hả mẹ? Nước mắm là hai loại, một chén là không cay là dành cho mẹ, một chén cay là dành cho con. À. Chén có ướt là cay lắm nha. Dạ. Yeah. Con khỏi ăn cay cho nên là có bụng chảy ướt đi. Mẹ ơi. Ăn được con. Mẹ nói ướt là được rồi. Thì cái này là gì mẹ? Cái này là cái chuối sau nhà mình vừa chết nữa. Rồi có mấy cái lá chuối. Mẹ thấy con ngon quá thì mẹ lấy mẹ làm bánh nậm cho con đi tê. À bánh nậm. Thì nhưng bánh nậm là gì vậy mẹ? Nhưng bánh nậm đấy là mẹ làm là có thì có cọt cà chi rồi. Phải mẹ làm không? Mẹ làm nhưng mà làm nhiều món quá mẹ quên. Ê. Cái bánh mà mẹ lật tưởng sổ đầu bài không? À bánh nậm đấy là có cà rốt. Cà rốt. Cà rốt rồi có thêm cái nấm mèo. Nấm mèo. Nấm mèo rồi mẹ trộn thêm mà thịt. Thịt. Thịt heo. Con này gì mẹ? À cái này là bánh bột lọc. Mấy cái gì mẹ? Bánh bột lọc là một cái ni, hai cái nở, ba cái ni, bốn cái nở. Bốn cái đó con. Bốn cái. Mẹ cầm bốn cái rồi con cầm mấy cái rồi con? 1, 2, 3, 4 Là 8 cái nha. À. 8 cái bánh bột lọc nha. Thường mấy cái rõ ràng vậy là không có hỏi. Rồi con ơi, nước ni là ngon lắm. Nước diễn quê mình nè con. Mẹ vừa kéo lên là cháu con à chi mà 5
sáu cái rồi con. Cái này là mấy cái rồi, mẹ già quá mẹ không nhớ. Chắc là 9 cái rồi. Mới nắm à? Hụt hơi, con có hụt hơi một cái. Rồi, ở một cái. Hả? Mẹ ơi, chị rượt tự con. Nhiên no ngang. Nó... con muốn vô con ngủ sao mà con ăn được của mẹ? Không, bệnh của mẹ làm là con phải ăn liền. Cho nên nóng là hết ngon, bột nó cứng lại là nó hết ngon. Vậy con vô phòng con ngủ vừa ăn nha mẹ nha. À rồi dạ. À, muốn ngủ quá rồi, mắt ngủ quá rồi. Mà nhớ là ăn bằng cái muỗng đi nha. Dạ con biết rồi. Rồi rồi. Dạ rồi. Chị rượt con. À, con muốn ăn thì mấy đôi đũa nữa? Lấy đùa, đây mà con lấy mấy đôi được con? Rồi một đôi nè, hai đôi nè, ba đôi nè, nhưng mà tới bày chiếc đùa lần ngang, bày chiếc ngang. Rồi vô đi con ơi. Không có nhìn thấy. Không có nhìn thấy gì hết á. Shipper giờ là đi đường cao tốc không hả? Chạy mà không ai coi kịp coi gì hết á. Rồi các gia đình chuẩn bị sẵn sàng nha. Câu đầu tiên, có bao nhiêu loại bánh trong mẹt, kể tên. Thành đạt, gia đình thật. 7. Sai. Đạt gì? Hai loại bánh, sai. Gia đình Phạm Trưởng có ba loại bánh. Ba loại bánh. Là Kể tên. Bánh nặng, bánh lọc, bánh bèo. Chính xác. Câu thứ hai, sợi thun cột máy trước màu gì? Gia đình Thành Đạt. Màu vàng. Màu vàng. Chính xác. Cái này không cần coi tôi cũng biết. Rồi. Thun nào cũng màu vàng hết. Màu đỏ chi, màu xanh chi. Ít lắm. Cá đồ chi. Ít lắm. Câu hỏi tiếp theo. Lê Dương Bảo Lâm. Lê... Chưa. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Chưa. Chưa hỏi. Vội vàng quá, từ thôi con. Lê Vũ Lâm, nước cục mấy lần? Lại là gia đình anh Thành Đạt, hai lần. Mỗi nắm à? Nắm cả à? Hụt hơi, con hụt hơi một cái. Rồi, ở một cái. Gia đình Thành Đạt chính xác. Sau khi gì? Còn mấy đôi đũa còn lại trong ống? Hỡi. Gia đình xin đi. Còn năm chiếc. Sai. Mấy chiếc đó. Anh đã 7. Đúng rồi. Tại thường là đũa phải đi một cặp. Đúng rồi mà nãy điểm 7. 7 là phải là số lẻ nữa thì nó mới ra chẵn. Hay quá thông minh. Xin chúc mừng gia đình Thành Đạt. Cái này là anh thêm, cái này đúng rồi là nhờ logic xíu. Rồi. Chiếc ly mà Lê Dương Bà Lâm uống trong đó là nước gì? Lại là gia đình anh Thành Đạt. Nước giếng. Chính xác. Trời em không đi chạy chậm á. Có vẻ như ở vị trí nào thì gia đình anh Đạt cũng nhanh tay nhất và mang về nhiều câu trả lời nhất. Yeah. Và bây giờ sẽ là lượt chơi thứ ba. Mời đổi vị trí ạ. Ôi, cuộc đời thật là sướng. Rày đây mai đó. Hôm bữa mới đi Hà Nội, xong rồi đi về miền Trung. Ngày hôm nay đã về miền Tây rồi. Ôi, miền Tây thật đẹp. Chú Quang ơi. Ơi, ai kêu tôi đó? Ủa, anh nội. Anh Lâm. Ủa, anh nội qua Hà Nội mà. Cái đó là ông nội của tôi. Tôi là cháu của ông nội. Dạ. Hai ông cháu tách ra đi kinh doanh hả? Dạ, nhà nói chung là nhà là ông cháu chỉ có một mặt một vậy đó. Hay quá. Dạ. Vậy chẳng hỏi là quán mình bán cái gì vậy anh ơi? Anh tên gì? Em tên là Ngoại. Ngoại. Dạ.
hai bên nội ngoại là hai đầu đất nước đó anh. Dạ. Dạ. Dạ em nha, chẳng hay quán ngoại bán gì ngoại? À, ngoại quán em có bán cà phê đen và cà phê đá. Quán em có bán rau má dừa, rau má đậu xanh. Nếu mà ai thấy lanh chanh thì hãy mời em ly nước tắc. Uống xong cây ngừ lạnh ngắt, xin mời em một ly trà gừng. Uống xong cảm thấy bừng bừng, quán mình có bánh xèo không vậy? Quán mình có bánh xèo không vậy? Ê sao đâm bang vậy cưng? Đói, sao khó vô bánh xèo quá. Ngồi đi, tôi bưng ra cho. Wow. Wow. Coi chừng cái chân, coi chừng cái chân. Em ơi. Ông em tự bưng chủ được không? Em hỗ trợ em bưng xuống. Sao bàn thấy ghê vậy? Tại quán anh là nói chung là ít nhân viên, mình anh làm hết. Rồi. Rau ăn kèm rau nha. Quá trời ngon ha. Rồi. Không ngon anh đâu bán cưng. Rồi giờ nhờ mời Lâm ăn ha. Dạ, à, không biết là rau là mình có rau gì vậy anh hả? Ở đây là có nhiều rau lắm. Mà bánh xèo là mình ăn mà. Với rau rừng ăn mới ngon. Đây vậy. Vợ tôi, vợ tôi. Cái gì vậy mình? Ủa cái chén chè tôi mới mua về ăn đâu rồi? Trời ơi, khách lâu ngày người ta ghé tôi ủng hộ tôi mời là tráng miệng. Trời đất ơi, muốn bán cho khách thì phải tự nấu bán cái mắc gì về tôi mua về tôi thèm tôi ăn mắc gì để khách làm sao? Cái này khách quen rồi nên mình mời người ta có gì người ta review giùm mình hiểu không? Cái gì mà khó khăn quá à. Bảo vậy à? Đây nè, ngồi ngồi đây là anh này nổi tiếng. Nhưng mà khách này ở vùng nào tới mà? Anh ở Đồng Nai ghé nè. Vậy là không có biết ăn chén chè đâu, chén chè này phải dân vùng này mới ăn được đưa tôi. Ủa? Ủa là chị ăn hả? Chị chưa đủ mập hay sao? Ăn chè riết cái mặt chị như chén chè. Đây, nè, chị nhìn coi. Cười coi. Y chang. Anh đừng có nói vậy, cái mặt tôi phải một nồi chè mới hết. Rồi. Thôi đây nè, bây giờ hướng dẫn anh ăn đây nè. Nó bánh xèo này mình ăn với rau rừng nha. Có rau gì, gồm rau gì? Bây giờ xạo ông này, xạo ghê á. Mình buôn bán cái gì mình nói cho đúng. Cái rau này rau vườn nhà mình chứ lên rừng hồi nào. Thứ các bà phải nói quá lên người ta mới tin. Không phải tôi là đâu đó, tôi ngay thẳng à. Thì cái này là nó có cả bẻ xanh nè. Đó, trong vườn nhà tôi á chứ đâu trên rừng. Rồi cái cây này là cái cây lá này nè, hiểu không? Lá này nè là lá gì? Thì nói chung là người ta nhìn ta biết chứ tôi cũng không biết. Dân miền Tây mà không biết lá này là gì? Biết nhưng mà không có nói để cho thiên hạ nói. À, rồi có lá này nữa nè. Đó. À, lá này nha, lá này tuy là quen mà lạ, tuy lạ mà quen nha. Dân buôn bán cái này kêu rau, đây là rau chứ đâu mà lá. Thì rau mình ăn lá chứ đâu ăn cộng đâu. Bởi không biết sao mà cũng có người ăn của ổng bán nó thiệt sự á. Rồi bây giờ mà rau là đủ để cuốn chưa? Đủ rồi, là 5 loại nha. À, 5 loại. Loại. Rồi bây giờ nè, bánh xèo. Bánh xèo là mình nhân gì có nhân gì trong đó? Nhân quả. Nhân quả. Sao mà hay hỏi quá hả? Không phải hỏi chứ để có câu trả lời. Nhân quả là chồng tôi á. Ông bán này ông nói bán cái kia không à. Còn em á là nhân cơ hội này em vạch mặt anh đó. Đây bánh xèo thì mình có là nhân tôm thịt. Trời đất ơi, đã nói rồi, bán một cái bánh xèo 25 ngàn thì ta bỏ 4-5 con tôm đi. Bỏ gì có 3 con tôm vậy? Đây mình sẽ có là 1, 2, 3 4 cái bánh xèo. 4 cái bánh xèo nhân tôm thịt nha. Nhân tôm thịt. Nhân tôm vậy thịt. Cuốn đi cuốn. Cuốn ơi. Rồi bây giờ là mình sẽ dùng một cái lá bẹ xanh. Cải bẹ xanh. Một lá cải bẹ xanh. Rồi cái này là lá xá xị. Xá xị. Rồi với cái đọt này là cái đọt bí ẩn đi. À. Bị biết đâu đói chồng tôi biết gì cho trời á. Quế nè. Quế. Rồi thêm một loại bí ẩn nữa. À, hai loại bí ẩn nha. Bây giờ mình thêm một miếng. Trời ơi nó dồn rùm rùm. Rồi chấm tự ăn luôn. Cái nước mắm này là nước mắm chua ngọt nha. Tôi pha đó. Có công thức đàng hoàng. Không ăn đi, ăn thử phải ăn thử đi coi. Nhỏ lớn thì chưa ăn bánh xèo nào hết trơn á. Ôi có gì đâu. Không có. Trời ơi cái miệng chồng tôi ăn đi. Một bắp nè. Hai bắp nè. Ngon. Ngon ăn à. Ngon quá. Ngon bụ rồi. Đâu chè này bà bán có gì chồng vậy? Đậu, đậu. Nhiều quá. Có đậu phộng nè. Đậu phộng nè, rồi có trắng trắng là gì? Bột bán. Bột bán. Rồi nấm mèo nè. Khoai lang. Khoai lang nè. Ừ. Đó, chè này chè bà ba. Chè ba. Rồi, vậy mà bà Năm mới bán. Thôi ơi. Bà Năm mà bán chè bà Năm, tự nhiên bà Năm bán chè bà ba. Ngộn lĩnh thôi, để tôi tự ăn, chồng tôi ổng ghen dữ lắm. Ngon quá. Ngon. Ngon, ngon. Một muỗng nữa mới thấy ngon. Nó muốn ăn à. Một muỗng nữa mới thấy ngon.
Ừ. Chè này là tôi mua hôm qua đó. Ngon nhưng mà vẫn ngon. Ngon ha. Có mùi chua chua nữa. Đúng rồi. Thôi cho tôi làm cái đi ha. Rồi. Ê khoan, tới rồi. Đâu hả? Thấm rồi, thôi tôi đi nha. Ok. Nè hai loại rau nè. Hai loại rau. Tôi thấy ăn mấy này không có hợp. Ờ. Tôi phải cái chát, tôi ăn chuối chát. Ủa. Cây nhà lá vườn vậy anh? Đúng rồi. Rồi. Cuốn lại. Ngon không? Ngon quá. Ngon ha. Quá ngon. Rồi. Ừ, buồn ngủ quá. Ủa sao? Đi tới đâu cũng buồn ngủ hết vậy. Thôi vô đây. À, tôi có chuẩn bị sẵn giường rồi. Vừa ăn vừa ngủ, người ta gọi là ăn ngủ đó. Dạ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho các gia đình. MC Võ Tấn Phát đã cuốn bao nhiêu loại rau? Trời ơi. Coi ơi, là coi rõ cuối cùng. Dạ 5 loại. 5 loại. Chính xác. Chúc mừng gia đình Cinderella và Đạt Di. Câu hỏi thứ hai, trên cây chuối có bao nhiêu lá chuối? Hết. Gia đình anh Thành Đạt. Gia đình anh Thành Đạt. 12. Sai. Tẹt. Gia đình anh Phạm Trưởng. 10. Sai. Dạ 9 lá. Sai, gần đúng. Lên. 10. Sai. 9 lá. Sai. Rõ kìa. 7. Sai. Rồi lần cuối nha. 12. Sai. 11. Siêu. 11. Chính xác. 1, 2, 10 và 11. Câu hỏi số 3 như sau. Bánh xèo có nhân gì hết? Dạ nhân tôm với thịt ạ. Tôm thịt, chính xác. Câu tiếp theo. Có bao nhiêu cái bánh xèo trên mặt? Gia đình anh Phạm Trưởng, 4 cái bánh xèo. Chính xác. Yeah. Còn câu cuối. Cô Lâm Vĩ Dạ. Cô Lâm Vĩ Dạ đã ăn mấy muỗng chè hết? Hai muỗng. Cô ăn 2 muỗng chè đúng không ạ? Chính xác. Yeah. Và kết quả sau vòng 1 như sau. Gia đình Cindy Lư và gia đình anh Phạm Trưởng đã mang về cho mình là 4 câu trả lời chính xác. Và như vậy hai gia đình mang về cho mình là 10 điểm. Gia đình của anh Thành Đạt mang về 7 câu trả lời chính xác và giành được 15 điểm. Yeah. Và bây giờ chúng ta cùng đến với vòng 2 của Nhà ta là Như. Chào mừng quý khán giả đang đến với vòng 2 của Nhà ta là Như. Và tiếp theo đây là một game liên hoàn dành cho gia đình. Thì đầu tiên là ba gia đình chúng ta sẽ chơi quánh xù xì để xem ai sẽ là người chơi trước và chơi sau. Sau đó gia đình mình sẽ cử ra 4 thành viên xuất sắc nhất bước vào vị trí 4 chiếc phao. 1, 2, 3, 4. Minh Hoạt. Đúng rồi. Đây. Như vậy thì còn sót chiếc phao cuối cùng để làm gì? Để làm gì? Đúng rồi, để một chiếc bóng. Đây là hành động của gia đình thường đi siêu thị nè, đi chợ nè, cùng nhau đi mua sắm nè. Dạ. Sau khi mà chất bóng lên thì gia đình mới lần lượt đi thật là nhẹ nhàng. Đó, đi.
đi làm sao mà tới chiếc bao đó? Rồi đến rồi, đến rồi. Mẹ ơi, đến rồi, đến đâu rồi. Kệ đi, kệ đi. Kệ đi, có đứng là được. Khi mà tới mà không có cái banh thì cũng vậy. Tốn thời gian của mình thôi, thấy không? Khi mà rớt như vậy thôi thì mình cầm cái banh, mình chạy để lại đây và mình bắt đầu đi lại từ đầu. Trong vòng 5 phút thì tất cả gia đình chúng ta hãy cố gắng mang thật nhiều banh về. Và kết quả, những cái banh sẽ quyết định số điểm của từng gia đình. Và số điểm như sau: nếu gia đình nào về nhất sẽ mang về 15 điểm, gia đình về gì sẽ mang về là 10 điểm, gia đình về ba sẽ mang về là 5 điểm. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng quánh xù xì để xem ai sẽ là người thi đầu tiên. Xin mời ba gia đình. Mời đại diện của ba gia đình. Ai cũng được. Ba người phụ nữ đi. Ba phụ nữ đi. Dạ. 1, 2, 3. Ai thắng? Dạ chị. Dạ chị về đây. Mình thắng, mình có quyền lựa chọn thi trước hoặc thi sau. Chị muốn thi trước hay sao? Thi sau. Thi sau. Thi cuối cùng. Rồi. Tiếp tục. 1, 2, 3. Rồi, mình thắng, mình có quyền lựa chọn. Thi luôn hả? Dạ thi luôn. Dạ thi luôn. Trời ơi. Vậy quánh tu si chi cực gì? Vậy chúng ta gấp chạy xô hay sao mà cũng nôn ha. Dạ xin mời Đạt Si và Sẽ Đi Lư ạ. Come on đi. Ở vòng này thì đòi hỏi sự phối hợp thật là khéo léo và nhịp nhàng của gia đình mình. Cho nên là các gia đình hãy cố lên nha. Gia đình mình ơi, đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Và 5 phút cho các bạn. Bắt đầu. Rồi đây phải tới. Tiếp tục. Chậm rãi, tiếp tục. Gia đình rất khéo léo. Cố lên. Có lẽ là gia đình này đi chợ rất thường xuyên. Cố lên. Và bà nói mẹ. Cầm nhé, tiếp luôn. Cố lên. Nói, chuyên đi. Rồi, giáo chuyên nào, chuyên. Đưa em. Ok. Rồi, đi ra. Đúng rồi, nhanh quá bà Đạt ơi. Vô đây, vẫn tiếp tục chưa vậy. Xong mà con. Rồi, chuẩn bị tiếp tục. Rồi, 1, 2, shipper mà ngày đi có 1 cuốc là sao đủ sắp. Tiếp tục. Yeah, thành công lần 2 rồi, quá giỏi. Rồi, gà muốn gà, muốn gà. Rồi, cố lên. Nhanh quá, gái ơi, cẩn thận. Vô coi. Tiếp vô, đừng chạy quá xa. Rồi, tiếp tục, bước tiếp luôn. Cố lên. Cố lên. Rồi, đứng dậy. Khách chửi. Trời ơi, bị cái gì vậy? Trời ơi, thông cảm chị ơi. Dạ, xe hàng nó bị lật rồi. Dạ, trời ơi, vậy? Thì nè, rớt hàng rồi. Trời ơi, đẩy bên xe thôi. Cố lên. 10 giây cuối cùng. Bình tĩnh. 10 9 8 Vô 7 Đây. Vô. Đây. Quăng xe luôn. Hết giờ. Lập ơi. Rồi cho tôi kiểm hàng đi anh ơi. Dạ mời anh kiểm tra. Tôi đặt hồi nãy là tôi thấy là có một cái đơn hàng của tôi là không nhận được đó. Ừ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đơn. Chúc dường như mẹ Sẽ Đi Lương là nói bán có bán hàng online cho nên kinh nghiệm đầy mình. Dạ. Và lần này gia đình mình mang về 9 quả bông. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta cùng đến với lượt của gia đình anh Thành Đạt. Xin mời anh Đạt ơi, thể hiện sự quyết tâm của mình đi nào. Dạ thưa quý vị, thường là anh Đạt ở nhà là chở con đi học, nhưng mà ngày hôm nay tại sao anh lại giao tài cho băng lái là sao ạ? Hy vọng là băng lái sẽ hơn. Dạ.
À, Băng ơi, có bằng lái chưa Băng? Dạ có rồi, đầy đủ ạ. Dạ. Tôi mời chị xuất trình giấy tờ. Ôi, trời ơi. Chăm trước đi. Ôi người, chị là chơi nhà ta là nhất đúng không? Dạ. Ồ, tôi mê chương trình đó lắm, thôi cho đi đó, đi. Wow. Chị ơi, mình nhớ mình lái đường băng cũng như lái đường bộ nha chị. Ok. Rồi. 5 phút của gia đình anh Thành Đạt và Hải Băng bắt đầu. Ba đừng có giận con. Ba đừng có giận. Kia ơi. Mẹ ơi, coi chừng bị vượt tốc độ. Ba đừng có giận. Cố lên. Ok, rồi, đưa đây cho mẹ. Cố lên. Đưa cho mẹ. Rồi, đứng chạy ra. Rồi, về đi nào. Chị Kem, rồi, đây chị Kem, rồi, ok, rồi, đi, rồi, rồi, con đứng đây, lượt mình nha, đứng đây đợi đi. Ê, rồi, đi, đi. Rồi, cố lên, ba đừng có dính con đâu. Cái gì? Đâu. Cố lên. Rồi, đưa cho mẹ. Rồi, từ từ. Tới con. Để kìa đỏ anh Vi, kìa. Coi, đến lượt coi. Đi nào. Cố lên. Đây. Cố lên. 1, 2, 1, 2. Khéo ngã hai người, khéo ngã. Nhớ nha, trái bóng mà rớt ra ngoài cũng không tính luôn nha. Cố gắng để trong phao này giúp em. Được chưa? Rồi, đúng rồi. Từ từ. Vô. Rồi, chạy đi ra, đi ra. Trời ơi, gia đình này thay thành viên liên tục. Vô. Rồi, nhanh lên nè. Đây không? Con. Vô. Cố lên. Vô, đừng có đụng cái phao. Đi. Nhưng mà đừng có đụng cái phao. Tới chưa? Lâu vậy? Nhanh lên. Rồi. Nhanh. Nhảy ra. Tám, bảy, sáu, năm, bốn. Chưa đủ người. Chưa đủ chiếc. Chưa vậy. Đứng lại. Chưa đủ tuổi, tại sao con dám lấy? Đúng rồi. Rồi. Đúng. Anh ơi. Sao ạ? Tại sao anh phóng nhanh vượt ẩu? Anh quá tốc độ. Không được. Trời ơi, gia đình này dương đông kích tây. Đúng. Lạng lách rồi vượt ẩu nữa. Bởi vậy người ta nói là cha là tấm gương của con là vậy đó. Rồi, tấm gương này là tấm gương chiếu hậu. Đúng rồi. Một, hai. Ba, bốn, năm, sáu. Bảy, tám. Và tám hũ mắm ba khía. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta đến với gia đình của anh Phạm Trưởng. Và 5 phút của gia đình anh Phạm Trưởng bắt đầu. Yeah. Cố lên. Nghe mẹ nói cho. Cố lên. Gia đình này hơi chậm nha. Nhanh một xíu nào. Nhanh xíu Biêu. Biêu nhanh xíu Biêu. Chậm quá vậy trời. Sao nhà mình đi chậm quá vậy anh ơi? Đường người ta cho 80 mà anh đi có 30 vậy anh ơi. Anh đừng dừng, đừng dừng cái chân mình đi. Nhớ nha, phải quăng bà cái phao với em. À, đổi tay. Quăng bà ra ngoài phao là không có tính tiền nha. Cố lên. Nhanh xíu Biêu. Vậy? Dạ. Mấy anh cò ơi, mấy anh cò xe nè, đừng có làm phiền khách em. Dạ. Về đây đi anh. Người ta đóng vai sư tử ông ơi. Ủa vậy hả? Sư tử đang đi safari. Anh trưởng ơi, anh có chạy hát chạy xô gì đó. Đúng rồi. Đi Biêu. Đi nhanh Biêu. Anh trưởng ơi, chạy vậy là bể xô nha anh trưởng ơi. Chúng tôi đã mất tiếng cho nên là chúng tôi bù đắp phần hình. Ba chuẩn bị. Ông quay lại, ông ba nè.
Từ từ. Chị đừng có quăng. Ba mắt chặt rồi. Cố lên. Quyết. Bảy. Đi đâu? Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Hết giờ. Nói nghe nè, chương trình mướn ba mình làm MC đó. Không là mướn làm chủ đoàn không á? Không có, tại vì nền nhạc hay quá phải nhảy thôi. Ngoài MC ra mình còn mua vui cho cả chương trình nữa. Và sau đây là số banh của gia đình anh Phạm Trưởng ạ. À. Một. Và gia đình Phạm Trưởng đã mang về 9 quả banh, xin chúc mừng. Dạ thưa quý vị, bây giờ sẽ là phần công bố của Miss Nhà Ta Là Nhất. Xin mời âm nhạc. Tôi có hai hoa hậu xin được gọi tên. Gia đình Cindy Lư và Phạm Trưởng. Cảm ơn biết chào ta là Dương à. Á hậu một xin được gọi tên. Gia đình còn lại đó à? Dạ, đó chính là gia đình anh Thanh Đa. Yeah. Và hai gia đình về nhất đã mang về cho mình là 15 điểm. Dứt nhạc coi. Gia đình về nhì mang về 10 điểm. Ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng ba gia đình đến với vòng 3 của Nhà Ta Là Nhất. Trước khi đến với trận đấu thì các gia đình sẽ phải quảnh tô xì xem ai là người vào thẳng chung kết trước. Và sau khi tìm ra được gia đình vào thẳng chung kết thì hai gia đình còn lại sẽ phải đấu với nhau với ba vị trí như sau. Mỗi gia đình sẽ có ba thành viên, con sẽ là thủ môn và ba mẹ sẽ mặc bộ mascot để đá banh. Và sau 3 phút, đội nào ghi bàn nhiều hơn sẽ vào chung kết và đội còn lại sẽ xếp ở vị trí thứ ba. Và trước khi đến với trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quảnh tù xì để tìm xem gia đình nào sẽ là gia đình bước thẳng vào chung kết. Xin mời ba chị mẹ ra quảnh tù xì. 1, 2, 3. Trời ơi, còn nói gì nữa. Yeah. Gia đình anh Phạm Trưởng vào thẳng chung kết à. Yeah. Bây giờ sẽ là trận đấu tranh một chiếc vé vào chung kết của gia đình anh Thành Đạt và gia đình Cindy Lu. Và bây giờ là trận đấu của gia đình Song Đạt. Trận đấu bắt đầu. Hey. Ra ngoài. Ra ngoài. Không có thấy đường. Vô. Cẩn thận. Giống toàn banh, giống toàn banh. Vô các sút. Hay quá. Hay quá con ơi. Hay quá con ơi. Hay quá. Wow. Anh ra ngoài. Lục anh quăng vô con, quăng vô con. Con ơi, thủ môn bên kia là mình đi chụp buôn chứ mình đi tắm biển con ơi. Cố lên, cố lên. Vâng, mình vẫn tiếp tục. Rồi, xin vô, con xin vô. Vâng. Trận đấu tiếp tục. Cố lên mèo coi, cố lên. Hay quá. Tấn công đi, tấn công đi. Cạt phá. Đá vào luôn. Đi.
Trời ơi, siêu vui, rất tiếc. Một phút cuối cùng. Không vào. Không vào. Có vẻ như cặp mắt ký nó cản trở Đạt Duy rất nhiều. Xuất cầm vào. Hay quá. Tuyệt vời, trời ơi, đừng bỏ không thành con ơi. Quét, 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 quét. Tôi vừa thổi thẻ vàng. Thẻ vàng. Tại vì chơi bóng bằng tay. Đá phạt, đá phạt. Từ từ nha, từ từ nha. Rút. Rút. Trời ơi. Cản phá thành công, cản phá thành công. Quá. 10 giây cuối cùng. Có bàn thắng thứ hai hay không? Sút. Không nào, vô bàn. Hết giờ. Hết giờ. Và tỷ số 1-0 nghiêng về gia đình của Thành Đạt và Hải Bơm. Vậy có nghĩa là ở vòng chung kết thì gia đình anh Phạm Trưởng sẽ gặp gỡ gia đình anh Thành Đạt và chị Hải Ba. Yeah. Vậy bây giờ sẽ là trận đấu gia đình anh Thành Đạt và gia đình anh Phạm Trưởng. Bắt đầu. Và lần này chúng ta sẽ tìm ra gia đình nào là gia đình về nhất và gia đình về nhì. Hay quá rồi trời ơi. Thủ môn quá xuất sắc. Thủ môn xuất sắc. Nói cho mẹ ơi. Hay quá trời ơi. Sút luôn, sút luôn. Trời ơi. Quá hay. Sút. Quá hay. Sút. Quá hay. Hay quá. Quá dễ. Hai gia đình cân tài cân sức vào. Wow. Rồi, vô. Hay quá. Hay quá, ơi, quá, quá xuất sắc, quá xuất sắc. Vẫn còn, vẫn còn. Ơi, ơi. Trời ơi. Hay, hay. Thủ ơi, thủ ơi. Trời ơi. Thủ ơi, thủ ơi. Trời ơi. Wow. Quá. Wow. Trời ơi, hay dữ vậy trời. Xuất. Trời ơi. Quá, quá. Trời ơi. Quá, quá. Sinh ra là phải làm thủ môn thôi. Phải làm cầu thủ thôi. Vẫn còn, vẫn còn. Trời ơi. Ô, hay quá. Chị Nga ơi. Vâng. Chị Nga. Trời ơi. Cản phá phụ chồng đi. Trời ơi, hay quá. Sắp hết giờ rồi. À, mẹ ơi. Sao Nga chơi tôi vậy? Hết giờ. Bởi vì trận chung kết của ba mẹ không có tỷ số, cho nên chúng ta phải đá một hiệp phụ và cất ba mẹ qua một bên đi. Hiệp phụ sẽ là các cầu thủ nhí của hai gia đình. Tụi con đã sẵn sàng chưa? Ơi. 3, 2, 1, bắt đầu. Kìa về, về cứu anh kìa. Hay quá con ơi. Hiện tại là 1-0 nghiêng về gia đình anh Thành Đạt và chị Hải Bang. Che bên này không cho anh đá được không? Che bên lại. Che bên này kìa. Bill, đá đây Bill, con thua mà. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi, ê, chú. Ôi trời ơi. Đây. Bác xê nè. Thôi bác xê, xuống luôn. Không có bác xê gì hết đó con. Không có bác xê, xuống đi. Đá thôi, không có bác xê. Xuống. Đã vô là vào. Ra ngoài. Út. Ngoài Bill. Kia chạy về, kia chạy về, kia chạy về, kia. Xuống. Lê, đúng rồi. Ra ngoài rồi. Trời đã. Xuống. Xuống. Wow. Hai thủ môn đã qua đã lại luôn. Kêu chạy, chạy đâu vậy? Không cần cầu thủ. Hay quá. Hay quá.
không? Tự đá tự té luôn à. Kyo, Kyo về. Trời ơi, giành bánh luôn rồi. Con ơi, em bóng bìa, bóng chuyền. Vâng, anh hai hay quá. Vâng, những cú vẽ điêu luyện. Wow. Anh hai vẽ rồi. Vâng, anh hai vẽ rồi, mất bánh luôn. Vâng, anh hai vẽ, anh hai vẽ rồi, té luôn. Rồi, trưởng luôn. Trời ơi, bóng trưởng luôn rồi. Dứt luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Không vào, đúng rồi. Nói nhiều đó, thôi nói nhiều. Bánh vô, bánh vô. Kêu. Trời ơi, còn diễn cảnh bị thương nữa. Ghê, thổng đi nếu mày bành vậy nha. Rồi. Bán đi. Bọn lên, dạ kia, coi, kia không? Đúng rồi, dắt bành, đồ bành đi. Đồ bành đi. Hết giờ. Trời ơi. Kêu bạn nè. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một trận đấu hết sức là gây cấn, quyết liệt. Nhưng mà quá tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì dù gì thì gia đình anh Thành Đạt cũng đã thắng vào đêm chung kết ngày hôm nay. Và gia đình anh Thành Đạt, chị Hải Băng đã xuất sắc đứng ở vị trí thứ nhất, mang về 15 điểm. Gia đình gì gì thuộc về anh Phạm Trưởng với số điểm là 10 điểm, xin chúc mừng. Và gia đình về 3 thuộc về Cindy Lư và Đạt Di với số điểm là 5 điểm. Ngay bây giờ sẽ là vòng 4 của chương trình Nhà ta là nhớ. Nhà mời khán giả đang đến với vòng 4 của chương trình Nhà ta là nhớ. Và ở vòng chơi này thì điểm số sẽ có một cái sự như là đột phá. Các gia đình nào mà hồi nãy giờ mình chơi mà mình điểm số thấp thấp đó, mình cũng đừng có lo lắng. Tại vì nếu như gia đình nào giành chiến thắng ở vòng thi này sẽ nhận được là 30 điểm, giải nhì sẽ là 20 điểm và hạng ba sẽ là 10 điểm. Các gia đình cố gắng lên nha. Và lực chơi ở vòng này rất là đơn giản. Mỗi gia đình sẽ quánh xù xì để xem thứ hạng thi như thế nào. Sau đó, bốn thành viên sẽ chia nhau. Hai đứa con sẽ đứng ngay chiếc phao đó và cầm những cái bóng bên trong có chứa nước. Còn nhiệm vụ của ba mẹ sẽ đứng trên này và Vinh Hồng sẽ đeo một cái giỏ. Sau khi nghe hiệu lệnh bắt đầu thì các con sẽ dùng sức của mình chọi thật mỏng những cái banh nước đó vào đây. Nhiệm vụ của ba mẹ là đần như trứng, hứng như hoa, làm sao trong vòng 3 phút mà giữ nguyên được những cái banh còn nước và giữ thật là nhiều. Và kết quả của những cái bóng nước sẽ quyết định thứ hạng của trò chơi vòng này. Gia đình mình hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi, thì mình cử người lên quẩy xù xì đi. Dạ, xin mời mình quẩy xù xì ạ. 3, 2. Ủa, mình là... Quẩy gì vậy? Hai anh em ơi. Thôi, mình là cùng một nhà. Dạ, cùng một mẹ chơi hoài đá nhau nè. Dạ, cùng một mẹ chơi hoài xùm xì lẫn nhau nha con. Vô. 3, 2, 1. Rồi, rồi, con đợi cho anh Trưởng thắng. Rồi, tới con nha. Rồi, quyết định là thứ đầu hay là thứ sau anh Trưởng ơi? Thôi giữa đi mẹ. Ba. Giữa đi. Thi giữa. Gia đình anh Phạm Trưởng quyết định thi giữa. Rồi. Dạ rồi, vậy là gia đình của Đạt Di và Cindy Lư sẽ là đội chơi đầu tiên. Ok, xin mời gia đình của mình giữa vị trí. Gia đình Đạt Di sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hai con gái sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Bắt đầu! Tiếp luôn, tiếp luôn! Tiếp con ơi, tiếp con ơi! Hứng bằng cái giỏ, hứng bằng cái giỏ! Hứng bằng cái giỏ, xin lỗi! Hứng bằng giỏ nha! Đúng rồi! À! Tiếp tục! Tiếp tục! Giỏ quá! Quắn gì nè, quắn gì nè! Mạnh con, mạnh lên! Đúng rồi! Chị làm, em làm đúng nè, con gái ơi! Dạ! Con xa xa quá, gần miếng con. Cao lên, cao lên. Cao lên. Nhanh lên, nhanh lên.
lên, nhanh lên. Nhanh lên con, hãy cười đi. Được rồi, ơi đi. Rồi, ơi đi con nè, nè. Thấy con, thấy đi, thấy đi. Trời ơi, nè, ráng nè, bình tĩnh nè. Trời ơi. Trời ơi, sao con hại mẹ vậy? Con ơi, mình thi với nó bớt cừ rồi, con ơi, bớt cừ lại. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên, cố lên. Con ơi chơi đi bớt cừ lại con, bớt cừ lại tập trung chơi giùm chú đi. Thấy ba mẹ bị ướt con hả hê lắm. Cố lên, cố lên. Còn một phút. Trời ơi, đừng có chơi dập nữa con ơi, chơi lẹ đi con, trễ nãy rồi. Trời ơi, lựa màu nữa trời ơi. Trời ơi. Bữa nay là ba mẹ ê chề luôn. Vô. 5 4 3 2 1 hết giờ. Giờ. Dạ, ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Và bây giờ tôi xin được kiểm tra số lượng bóng nước mà gia đình của Cindy Lư và Đạt Di mang về. 1 2 3 quả bóng còn nguyên vẹn à. Yeah. Có một vài phát bóng nhưng nó tan nát hết rồi. Tan nát hết rồi. Các bé chơi hồn nhiên ha. Hồn nhiên. Bé vừa chơi vừa cười. Dạ. Con bé là lựa màu. Bé vừa chơi vừa cười. Con bé là lựa màu. Rồi nhiều khi nó búng cái nước ra ngồi chờ cái nước, nhìn cái tia nước thật là hy vọng. Dạ. Còn bé này thì kiểu như là nước văng vô mặt ba mẹ thì là bé rất là hoan hỷ, bé vui lắm. Bé tụi mình Thái Lan té nước thì sao đó. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Dạ. Vậy cho hỏi là gia đình Phạm Trường đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hai con đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy bây giờ là thời gian của gia đình mình. 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu. Bể rồi, bể rồi. Ôi, trời ơi. Mạnh lên nào. Vâng, gia đình. Đúng rồi. À, khéo léo à. Cùng mang đi qua bao đại dương. Wow. Cùng mang đi qua bao con đường. Rồi. Cố lên. Ôi, hình ảnh hai vợ chồng nắm tay nhau vượt qua bao nhiêu là khó khăn của cuộc sống. Thật là nhân văn và ý nghĩa làm sao. Tay á, không sao, không sao. Ôi, thôi, thôi, thôi. Hai con ơi, mạnh lên chút xíu nữa. Wow. Cố lên, cố lên nè. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chúng ta còn một phút cuối cùng, có ai tranh thủ à? Một phút cuối cùng. Wow. Khá là nhiều bóng nha. Quá giỏi, quá giỏi. Gia đình Phạm Trưởng đang đem về rất là nhiều bóng à. Gia đình mình cứ chơi đi. Em đang chặn phá các bé. 10 giây cuối cùng. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Số bóng mà gia đình anh Phạm Trưởng mang về. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Wow. Học dịch đợt này không có đều nha anh chị. 52. 24 quả bóng à. Dạ. Chúc mừng gia đình anh Phạm Trưởng à.
Dạ. Và bây giờ đến lượt của gia đình anh Thành Đạt. Yeah. Gia đình anh Đạt đã sẵn sàng chưa? Yeah. Yeah. Thể hiện sự quyết tâm của mình đi hai vợ chồng ơi. Yeah. Hai con ơi, hai con thấy rồi chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ thôi. Anh sớm sẵn sàng luôn rồi. Ba con ai cũng sẵn sàng. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu. Nhanh lên kia, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên kia. Rồi coi đổi, coi đổi, coi đổi người, coi đổi kiếp, coi đổi kiếp. Rồi chị Kem vào phụ em kia kia kìa. Kiếp ơi, bỗng lên. Rồi đổi thành viên, đổi thành viên. Chị lên đi chị. Chị lên đi chị ơi. Một phút 30 giây cuối cùng à. Cố lên kia đây. Cố lên, cố lên. Đừng có làm quá anh được. Nhẹ thôi. Đúng rồi. Rồi đây. Rồi nhẹ lại. Trời ơi. Chị ơi, nắm đầu vào. Chị ơi, đừng nắm đầu. Bây giờ nắm đầu vào. Cố lên. Rồi, cao lên. Vô, hay quá. Hay quá. Cao lên. Cao lên kia rồi. Đúng rồi, đúng sát vô. Anh chị đúng sát vô. Trời ơi, mình chơi té nước hả? Trời ơi, cái ướt mềm mình mẩy hết rồi. Trời đất ơi, quá trời mệt. Ướt mềm hết rồi. Phát sẽ kiểm tra số lượt bóng mà gia đình anh Thành Đạt mang về. 2 4 6 6 6 8 10 12 14 16 18 20. 20. Bóng này nó ngộ vậy ta. 22 24 quả bóng à. Xin chúc mừng gia đình anh Thành Đạt. Đã có hai gia đình có cùng số bóng với nhau, cho nên chúng ta sẽ có một hiệp phụ để phân chia là gia đình nào đứng ở vị trí thứ nhất. Và đợt này chỉ 5 trái bóng mà thôi. Hy vọng là đợt này sẽ là đợt cuối cùng để có thể có được tỷ số chung cuộc. Và chỉ có duy nhất một thành viên ném bóng. Gia đình mình ơi, sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, bắt đầu. Cố lên. 1, 2, 3, 4. Hay quá. Good job. 5. Và như vậy là anh chị đã mang về 4 quả bóng. Dạ, xin chúc mừng anh Đạt. Rồi, xin mời gia đình anh Mập vô chuẩn bị ạ. Con trai sẵn sàng chưa? Dạ rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. 1 2 Ổn nha, đẹp. Từ từ, mẹ, ổn định lại cái. 3 Đẹp quá. Ê, cái nữa là không rồi. Con thương chú. Từ từ, đứng dậy. Chị nó, ơi, nó bể một trái nào là em khóc. Em xin phép nha, cả nhà mình nha. Hay quá. Thì cái cú té cắm đầu của chị đó, rất hay. 2 Wow. 4 No. Xin chúc mừng gia đình anh Phạm Trưởng. Sau khi kết thúc vòng 4
thì thứ hạng cắt đồ như sau. Đứng ở vị trí thứ ba là gia đình Cindy Lương và Đạt Di, mang về cho mình 10 điểm. Yeah. Vị trí thứ nhì là gia đình anh Thành Đạt và Hải Băng, mang về cho mình 20 điểm. Và đứng ở vị trí thứ nhất đó là gia đình anh Phạm Trưởng, chị Lê Nga, mang về cho mình 30 điểm. Và tổng kết số điểm của cả ba đội sau 4 vòng như sau. Gia đình Cindy và Đạt Di là 40 điểm. Yeah. Yeah. Gia đình anh Thành Đạt và Hải Băng là 60 điểm. Yeah. Và gia đình anh Phạm Trưởng về nhất với số điểm là 65 điểm. Yeah. Ngay bây giờ xin mời gia đình của anh Phạm Trưởng cùng quý vị khán giả sẽ đến với vòng đặc biệt của Nhà Ta Là Nhớ. Đây là vòng đặc biệt của chương trình Nhà Ta Là Nhất. Gia đình anh Trưởng thân mến, ở trên đây chúng ta sẽ có tổng cộng 25 cái ô và tương đương tổng giá trị tiền thưởng ở đây là 5 triệu đồng. Nhiệm vụ của gia đình mình là cầm 25 trái banh đó và chọi thật nhẹ, thật khéo và chính xác vào ô. Mỗi ô khi mà vào trái banh sẽ tương đương với số tiền mình nhận được ô đó. Dạ. Dễ lắm, giống hồi đó mình đi chơi hội chợ đó anh. Dạ. Dạ luôn. Quăng vô ô nào lấy tiền ô đó vậy thôi. Lưu ý giúp em là mình chỉ thấy đúng số banh ở trong ô này thôi. Rớt bỏ không lượm lên chọi tiếp. Dạ. Rồi mời gia đình mình vô vị trí ạ. À. Dạ xin mời gia đình mình ạ. À. Rồi con gái ơi sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Rồi ra sao? Rồi. Mẹ ơi, mẹ chắc hay đi hội chợ rồi. Dạ. Quen rồi, bắt đầu quen rồi. Bắt đầu vòng thứ ba có kinh nghiệm rồi. Rồi con mà vô là rồi. Chúng là bất lưng. Nhẹ hơn. Chắc ghét. Rồi ơi. Rồi. Còn những trái cuối cùng, trái cuối cùng. Nào. Cố lên mẹ ơi. Hay lắm. Ôi. Hay lắm. Ôi. Rồi. Ây da. Hấp chưa? Và gia đình anh Phạm Trưởng đã chọn được 3 ô số. Số 7, số 13 và số 18. Yeah. Và bây giờ chúng ta hãy xem số tiền thưởng ở mỗi ô là bao nhiêu nha. Mời gia đình mình. Đầu tiên chúng ta đến với số 7. Xin mời. 100 ngàn. 100 ngàn. 13. 100 ngàn. 18 à. Và số 18. Xin mời. 2 triệu. 100 ngàn đồng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá những ô còn lại nha. Xin mời. Và số tiền thưởng mà gia đình anh Phạm Trưởng đã mang về cho mình đó là 15.300.000 đồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai gia đình còn lại. Xin mời. Và như vậy là trải qua các thử thách của chương trình Nhà Ta Là Nhất ngày hôm nay thì số tiền thưởng mà các gia đình mang về như sau. Gia đình của Đạt Di và Cindy Lư mang về 7 triệu đồng. Gia đình của anh Thành Đạt và chị Hải Băng mang về 10 triệu đồng. Và xuất sắc ngày hôm nay, xin chúc mừng gia đình anh Phạm Trưởng đã mang về cho mình là 15.300.000 đồng. Yeah!
Và như vậy là cả ba gia đình ngày hôm nay đã hoàn thành rất là xuất sắc những thử thách của chương trình Nhà Ta Là Nhất. Và trong cái quá trình chơi thì Tấn Phát cũng như là hai MC còn lại có quan sát rất là kỹ, và đặc biệt là thấy có một cái điều rất là đáng để mà khích lệ, đó chính là tinh thần của các bé. Khi mà chúng ta cùng với ba mẹ cũng như là anh em thực hiện thử thách thì các bé chơi rất là hết mình, nhiệt huyết, và đặc biệt là không hề có tính hơn thua nha. Đúng rồi. Dạ. Chia đội xong mà đội của gia đình qua đây, cái tụ họp bên đây là nói chung là không có sự gọi là hơn thua nè. Dạ. Không có sự gọi là ganh đua. Dạ. Sao hay vậy? Là gia đình mình bên ngoài là có gặp gỡ nhau hay chưa mà sao mà chơi hiền lành vậy? Cái này phải hỏi, chắc chắn em nghĩ là chắc chắn phải có bí quyết mà giáo dục và dạy dỗ con của mình. Dạ. Dạ. Không biết là ở gia đình của Cindy và Đạt Di thì cái cách mà mình giáo dục con, dạy con sẽ như thế nào? Chỗ của em thì em và cậu Đạt là một gia đình. Oh. Nên dạ nên tụi nhỏ hai bên nhà này hay chơi chung với nhau. Dạ. Yeah. Dạ vâng. Coi như là thân ở ngoài. Dạ, rất là thân, và lúc nào cũng dạy dỗ về cách bảo vệ nhau, về cách che chở nhau. Dạ. Yeah. Về không phải là chỉ là trong việc học tập mà cũng như là đời sống luôn. Đời nên sống. Rất là tự tin khi mà cho tất cả các bạn đi chơi riêng mà mình không cần phải quan sát quá nhiều. Hay quá. Còn CD thì sao? Dạ thì em lúc nào cũng sẽ mang cái tinh thần là vui là chính. Vui là chính. Dạ, em ham vui lắm, vui cỡ nào cũng được, không có quan trọng lắm luôn. Bởi vậy gia đình ở bên đây mặc dù là tuy là điểm số cũng không cao, nhưng mà lúc nào tinh thần của gia đình mình rất là vui. Cuối giờ nói vậy mà không vui đó. Tự nhiên ta đang vui đó. Điểm số ta không cao. Thì điểm số thì nó đã như vậy rồi, đâu có thay đổi được đâu. Nhưng mà quan trọng điểm số không cao nhưng mà tinh thần mình là đỉnh luôn. Tuyệt vời. Còn về với gia đình Thành Đạt thì phải nói là gần mười mấy năm nay rồi. Dạ. Chưa khi nào mà đầy đủ các thành viên cho gia đình như vậy mà đi chơi game show. Dạ. Yeah. Wow. Đạt thấy là game show này là rất là nên cho các bạn đi chơi để trải nghiệm. Dạ. Yeah. Cũng như là gần như là thực tế. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Đó là tuyệt vời. Dạ, mời chị. Bản thân Băng thì đây là một cái sân chơi mà Băng thấy được là nó rất là hữu ích cho các bạn nhỏ, cũng như là đây là một cái cuộc trải nghiệm ha. Và cái thời gian mà từ đấy giờ quay cũng khá là lâu rồi, nhưng mà thấy là mấy bạn ở đây còn rất là năng lượng, rất là năng lượng. Đó, thế nên là tụi con có muốn làm như vậy tiếp không nhỉ? Dạ. Muốn thì muốn sao, muốn nói lớn lên. Dạ muốn. Dạ các con muốn nhưng mà cô chú mệt rồi. Dạ. Hẹn các con ở số sau nha. Dạ con gia đình anh Phạm Trưởng như thế nào nè? Phiên ngày hôm nay là thấy chơi rất là hết mình, cũng như các bé là rất là hòa thuận và yêu thương nhau. Dạ em mời chị chia sẻ. Hôm nay đội chơi rất là vui với cùng với mọi người. Lần đầu tiên tham gia gì luôn. Cô cũng có nhiều chương trình mời nhưng mà tại vì ba đứa nhỏ quá nên chị không dám nhận lời. Thì thật sự rất là sợ, nhưng mà lúc mà chương trình mời cũng suy nghĩ dữ lắm. Và nói anh Trưởng thôi cho con tham gia thử một lần đi. Không được thì lần sau khỏi tham gia thì... Nhồi quá. Nhưng mà sau hôm nay thấy các con vui chơi rất là vui. Không biết là sau này có những cái game na ná như vậy, mời chị có tham gia đúng không nè? Có. Dạ cảm ơn chị. Bé rất là thích. Dạ rồi. Còn con trai bây giờ mình đại diện anh em trong gia đình hãy phát biểu cảm nghĩ của mình sau khi tham gia chương trình nha. Mời con. Dạ con thấy rất là vui. Thấy các bạn hòa đồng. Hòa đồng dễ thương. Rồi không ăn thua, không ganh tị nhau. Con thấy ba mẹ ngày hôm nay chơi game như thế nào? Thấy ba mẹ chơi hay. Chơi hay. Con ơi con trả lời dài hơn chút được không con? Cô tức con quá. Hôm nay con cảm thấy thế nào? Dạ con cảm thấy vui. Thấy vui đúng không? Chú Phát thấy là hai chị em là kết hợp với nhau hỗ trợ ba mẹ rất là nhiệt tình luôn. Yeah, cái coi. Yeah. Yeah, cái cuốn coi. Yeah. Cảm ơn con. Con trai ơi, ngày hôm nay con thấy là sau khi tham gia tất cả những vòng thi, con cảm thấy là con thích nhất vòng thi nào nhất? Cảm thấy là vui nhất là cái vòng đá bóng. Không mà con thấy là con quá tuyệt vời luôn á. Trời ơi, cản phá là xuất sắc luôn. Hy vọng sau này con sẽ là một thủ môn của tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Rồi, cảm ơn con, cảm ơn gia đình. Ngày hôm nay thì các bạn cùng với lại ba mẹ của mình cũng như là các anh em trong gia đình vừa có những cái giây phút gắn kết với nhau để vượt qua những thử thách, và bên cạnh đó còn có những cái khoảng thời gian để cùng khám phá thêm rất là nhiều những món ăn ngon của Việt Nam chúng ta mà các bạn chưa từng được thưởng thức trước đây. Quả là những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong số phát sóng ngày hôm nay của Nhà Ta Là Nhất, đúng không nào? Dạ đúng. Dạ vâng ạ. Ngoài giá trị tiền thưởng ra thì các gia đình sẽ nhận được những món quà rất dễ thương đến từ chương trình Nhà Ta Là Nhất.
Rồi con thích màu nào hay 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 con? Màu xanh đúng không? Rồi. Dạ. Mở nhà một con đủ rồi con. Nhường cho mấy anh mấy bạn nữa nè. Rồi. Đại diện nha, đại diện gia đình mình. Con đó nè, cái con này, cái con này. Rồi. Lấy cái này cắm đi chơi. Đại diện gia đình mình nha. Xin được cảm ơn các gia đình ngày hôm nay đã đến với chương trình nha. Ta là nhất cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Dạ thưa quý vị, chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Đông Tây Robot Xanh thực hiện. Và bây giờ thời gian đã hết rồi, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Về đây.